Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện cảnh nổi tiếng của phim Bắc dành cho Adobe Premiere, một phần mềm dựng phim chuyên nghiệp nhất hiện hiện nay. Vì cái phần mềm này là cài nó rất là đơn giản và rất là nhanh, các bạn chỉ việc dê chuột, các bạn chỉ dê chuột là xong. Một cái thao tác rất nhanh và nó có rất nhiều cái hiệu ứng chuyển cảnh khác nhau, nó rất là chuyên nghiệp. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt rất nhanh chóng, và khi các bạn xem cài đặt hướng dẫn cài đặt xong thì là các bạn có thể là tìm cái đường link mà mình comment ở bên dưới cái video của mình, thì các bạn có thể tải về và các bạn sử dụng. Đầu tiên các bạn vào cái thư mục phim Bắc mình đã để sẵn ở ngoài màn hình, thì các bạn có thể tải về ở trên máy tính ở cái mục comment mình đã gửi link cho các bạn. Các bạn nhấp vào trong folder và sẽ thấy có bốn gói cài đặt chuyển cảnh. Các bạn sẽ cài đặt từng 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 mục một. Đây, bây giờ mình sẽ cài đặt mục này đầu tiên. Các bạn chỉ việc ấn next thôi. Cài đặt rất đơn giản, chỉ việc next next. Mục thứ hai và mục thứ ba. Khi mà các bạn cài đủ cả bốn cái mục này vào thì là nó sẽ hiện ra hàng chục cái hiệu ứng chuyển cảnh khác nhau, nó rất là sống động và đẹp mắt. Đây, bây giờ mình đã cài đủ xong bốn bốn cái mục này. Cái khi mà cài xong thì bắt đầu các bạn mở Premiere ra. Mình lấy một mẫu video để hướng dẫn cho các bạn cái cách chuyển cảnh rất là nhanh. Mình sẽ lấy hai cái đúp đầu của video và bắt đầu chỉ cho hướng dẫn các bạn cách chuyển cảnh ở cái khúc ở đây, và các bạn sẽ mở mục effect ra và các bạn vào cái mục video transition, và các bạn tìm xuống ở đây thì là mình đã khi mà mình đã cài những cái mục tất cả cái gói chuyển cảnh của phim Bắc rồi thì là nó xuất hiện tất cả các cái giao diện ở đây. Đây là khi mà các bạn tích vào thì là nó sẽ ở đây đây nằm hết tất cả đây rồi, các hiệu ứng khác nhau. Đấy. Bây giờ mình sẽ chọn bất kỳ một cái hiệu ứng nào bạn có thể bạn chọn mà bạn thích, ưa thích, thì sau là bạn nhấp chuột ở cái mục này, xong bạn kéo thả vào cái mục giữa ở cái chuyển giao của cái loop video, bạn thả vào đây, xong bạn nút space thì là bắt đầu bạn sẽ ấn play. Đấy, nó sẽ chuyển cảnh cho bạn. Đó. Nếu mà bạn thích một cái hiệu ứng chuyển cảnh khác, các bạn có thể kéo thả vào đây lại tiếp một cái hiệu ứng khác. Xong mà khi mà nó hiện, các bạn thấy nó hiện cái mục transition ok này thì là các bạn ấn nút space thì là nó sẽ mất và các bạn sẽ chạy lại cái chỗ giao diện chuyển cảnh. Đó. Nó rất nhiều các cái hiệu ứng đẹp mà cái cách thao tác rất là đơn giản, các bạn chỉ kéo thả chuột vào. Đó. Impact ray này, hiệu ứng ray này. Đó. Hiệu ứng zoom. Đó, rất nhiều hiệu ứng chuyển cảnh đẹp và khác nhau, và các bạn có thể tha hồ lựa chọn cái hiệu ứng nào mà mình thích nhất. Trên đây là tất cả những cái hiệu ứng mà mình hướng dẫn cho các bạn cài cách cài đặt gói chuyển cảnh phim Bắc dành cho Adobe Premiere 2020 và tất cả các cái bản từ 2015 hay là có thể là bản cũ hơn. Cái đấy thì mình chưa có cài những bản cũ hơn, nhưng mà nó có tương thích hầu hết các cái bản Adobe Premiere.
Trên đây là tất cả những gì mình đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt gói truyền cảnh của FilmPack dành cho Adobe Premiere 2020 và có thể là tất cả các cái bản tương thích với tất cả các cái bản của Adobe Premiere Pro. Thì một lần nữa chúc các bạn thành công và một ngày mới vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Nếu các bạn thấy bài video chia sẻ của mình có ích và lý thú thì mình xin các bạn một like và một lượt đăng ký. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào các bạn.